Quý khán giả thân mến, với lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và các công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau là nơi có nhiều thế mạnh để phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển. Mặc dù vậy, những tiềm năng đó chưa được khai thác một cách xứng tầm nhằm thu hút khách du lịch. Với tình yêu quê hương, một nhóm các bạn trẻ đã quyết định khởi nghiệp cùng nhau xây dựng ý tưởng về một mô hình du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp hơn. Từ đó khoác lên một tấm áo mới cho quê hương Đất Mũi, Cà Mau. Trước năm 2019, các hoạt động du lịch ở Đất Mũi dành cho du khách mới dừng lại ở việc tham quan, chụp ảnh các biểu tượng đặc trưng. Những hoạt động này chưa thực sự khai thác hết tiềm năng độc đáo của Đất Mũi, cũng như tạo ra nhiều giá trị kinh tế cho người dân địa phương. Điều đó đã thôi thúc Nguyễn Trung Kiên từ chối đi du học nước ngoài. Chàng trai trẻ khi ấy mới 18 tuổi đã quyết định ở lại Việt Nam, vừa học vừa bắt tay vào khởi nghiệp bằng cách xây dựng du lịch cộng đồng tại Đất Mũi, Cà Mau. Tiềm năng sẵn có của địa phương đó chính là cái nghề truyền thống về rừng, về nước, về biển. Thì từ đó là tôi xây dựng một cái sản phẩm du lịch cộng đồng, một cái du lịch trải nghiệm bản địa. Có thể là những người dân đó họ không biết chữ nữa, họ không biết gì về kiến thức du lịch, nhưng họ sẽ nói theo cách nói của họ thì sẽ truyền đạt được nhiều cái cảm xúc, nhiều cái ý nghĩa hay hơn về cái cuộc sống của họ ở tại địa phương. Du khách của mọi miền đất nước về đến Mũi Cà Mau sẽ cảm thấy được cái nét hào sảng của người Cà Mau. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Không chỉ tiên phong trong khởi nghiệp, Nguyễn Trung Kiên còn được biết đến là một thủ lĩnh của một câu lạc bộ tập trung các bạn trẻ có chung một mong ước phát triển du lịch quê hương. Khi về lại Đất Mũi thì tôi phát hiện ra là quê hương của mình là giàu về tài nguyên thiên nhiên. Nên tôi đã cùng bạn Kiên và những bạn khác là làm nhờ những cái tour xuyên rừng nè, tour trải nghiệm tại nhà dân nè, bắt cá thò lòi, giỡn lộc cua. Khi du khách đến đây thì tôi thường giới thiệu những đặc sản của Cà Mau như là cá khô nè, thu mua từ những người dân địa phương ở đây làm ra, góp được một phần nào đó cho người dân có thêm một số thu nhập. Mình đang đứng trên mảnh đất thiêng liêng cực Nam Tổ quốc, đây là vùng đất mà mở. Nhưng của mình đây còn hạn hụt, còn thiếu về cái lao động mà để phát triển du lịch. Mấy em là thanh niên mới chuyển thành lên, mấy em vào được cái câu lạc bộ hướng dẫn khách du lịch cộng đồng này đó. Thì 5 năm, 3 năm, ngày không xa thì Mũi Cà Mau mình không thiếu nguồn năng lực để phát triển du lịch. Về cực Nam Tổ quốc giờ đây, du khách sẽ có thêm nhiều trải nghiệm độc đáo, thú vị và giàu tính bản địa hơn. Bằng sức trẻ của mình, Kiên và những người bạn tiếp tục ấp ủ những dự án lớn lao hơn nữa để phát triển quê hương. Về cái mà dự án trồng cây gây gừng, trồng cây ven biển, đó là một cái ý tưởng, một cái ước mơ. Ai cũng mong muốn một lần là được đặt chân đến Mũi Cà Mau. Thì khi mà họ đã đặt chân đến Mũi Cà Mau rồi, chính tay họ lại trồng một cái cây mắm, một cây nước tại một cái vùng đất bãi bồi. Họ đã góp phần là mở thêm một phần diện tích đất cho vùng đất thiêng liêng cực Nam của Tổ quốc.